Xin chào các bạn, chúng ta lại được gặp nhau ở bài học phát âm số 10. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về nguyên âm ngắn Chúng ta cùng nhìn khẩu hình miệng khi phát âm nguyên âm ngắn Đó là miệng thả lỏng, hơi mở, môi và lưỡi cũng thả lỏng. Cách đọc thì gần giống với âm trong tiếng Việt nhưng nhẹ hơn. Ví dụ tiếng Việt chúng ta đọc là thì ở tiếng Anh chúng ta đọc nhẹ hơn một chút, chúng ta sẽ đọc thiên về phía dấu huyền. Và có thêm một lưu ý nữa, đó là âm sẽ có mặt ở hầu hết các từ trong tiếng Anh. Xin mời các bạn cùng nhìn khẩu hình miệng và luyện tập phát âm theo nhé. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần luyện tập. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy trong bảng này từ nào cũng có nguyên âm R. Nguyên âm R hầu hết là trong các từ không được nhấn trọng âm. Ví dụ trong từ này chúng ta có delegate, delegate, delegate. Ago, ago. Around, around, around. Picture, picture, picture. Famous, famous, famous. Accident, accident, accident. Nation, nation, nation. Accept, accept, accept. Effortless, effortless, effortless. Available, available, available. Chúng ta vừa luyện tập xong với âm R. Các bạn lưu ý khi khẩu hình miệng nói với âm R, đó là miệng, môi, lưỡi đều thả lỏng và phát âm ơ giống như tiếng Việt. Các bạn cùng chăm chỉ luyện tập thêm ở nhà để chúng ta có cách đọc chuẩn xác nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.